Một đường chọc khe đầy tinh tế, Suarez đã đưa Thomas Lemar vào tư thế khó có thể không ghi bàn mở tỷ số. Để rồi chỉ hơn 20 phút sau, chính chân Su Thỏ làm tung nóc lưới đối phương, nhưng đôi cách biệt, đồng thời ấn định chiến thắng cho Atletico Madrid. Nhưng thay vì hôn vào tay để ăn mừng như thường lệ, chân sút người Uruguay lại chắp tay, ánh mắt đượm buồn nhìn lên khán đài, đang ngập tràn tiếng hò reo của các cổ động viên Atletico Madrid. Cảm xúc lúc ấy ắt hẳn vô cùng lẫn lộn với Suarez khi anh đã mang chiến thắng về cho đội nhà bằng cách ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nơi anh đã từng gắn bó trong suốt 6 năm ròng, Barcelona. Quả thật, nếu là một cu lê theo dõi trận đấu rạng sáng nay, hẳn là trái tim đã nhói lên một nhịp. Còn gì đau hơn khi bị chính người tình cũ đâm nhát vào kết liễu? Bản thân Suarez cũng đau lắm khi anh buộc phải làm điều đó với nơi anh từng dành hết con tim để yêu. Barcelona là nơi anh đã dành những vinh quang cao quý nhất đời cầu thủ, là nơi Su Thỏ được thi đấu bên cạnh những người đồng đội ăn ý, người anh em thân thiết đẳng cấp hàng đầu thế giới như Messi, Neymar, và là nơi anh trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới túc cầu. Nhưng biết sao được, anh hiện đã thuộc về Atletico. Dẫu trái tim có còn đặt ở Camp Nou, nhưng khối óc và đôi chân anh vẫn thuộc về Wanda Metropolitano. Chơi ở vị trí tiền đạo, nhiệm vụ của cầu thủ người Uruguay là ghi bàn, và anh đã hoàn thành xuất sắc điều đó. Bàn thắng này cũng là lần đầu tiên Suarez chọc thủng lưới Barcelona kể từ khi chuyển sang đầu quân cho đội bóng thành Madrid. Trả lời phỏng vấn với tờ Marca, Suarez chia sẻ: "Tôi vui vì thắng lợi của Atletico, điều mà cả đội mong muốn. Barca là đối thủ đặc biệt vì những kỷ niệm tôi đã từng trải qua. Nhưng lúc này tôi phải tận tâm 100% vì Atletico. Hôm nay chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giành lấy 3 điểm." Về hành động chắp tay sau khi ghi bàn, tiền đạo 34 tuổi lý giải: "Tôi đã dự tính trước nếu ghi bàn tôi sẽ xin lỗi, vì tôn trọng, vì cảm xúc, vì tôi là một fan Barca, vì sự nghiệp tôi đã có tại Barca, vì giai đoạn khó khăn các đồng nghiệp tôi đang trải qua và cũng vì người hâm mộ." Suarez tôn trọng các cu lê, những người đồng đội ngày nào và mọi thứ khác tại Blaugrana, ngoại trừ một người. Sau khi chắp tay xin lỗi, Suarez đã có hành động đầy ẩn ý. Chân sút người Uruguay đưa tay lên và làm điệu bộ như đang nghe điện thoại. Và không biết vô tình hay cố ý, các máy quay đã hướng lên vị trí của huấn luyện viên Koeman, người đang ôm đầu ở khu vực khán đài vì bị cấm chỉ đầu trực tiếp. Mọi thứ phải thông qua điện thoại. Dẫu Suarez đã phủ nhận rằng hành động của anh hướng đến ông thầy cũ. "Cử chỉ đó dành cho người biết rằng tôi vẫn dùng số cũ lẫn điện thoại cũ, hoàn toàn không phải dành cho Koeman. Nếu các bạn muốn biết thì tôi đã đùa với các con của mình rằng sẽ làm như thế." Nhưng ai cũng biết hành động cà khịa ấy dành cho chiến lược gia người Hà Lan chứ không ai khác. Quay lại thời điểm đầu mùa 2020-2021, lúc ấy, Koeman mới đến Barca để nắm quyền thay cho người tiền nhiệm Kike Setién. Và ông lập tức lên kế hoạch thay máu cho Blaugrana. Một trong những hành động đầu tiên của Koeman là loại Suarez ra khỏi cuộc chơi của ông. Cựu huấn luyện viên Everton còn chẳng gặp mặt trực tiếp. Thay vào đó là một cuộc điện thoại với thông báo ngắn gọn rằng chân sút người Uruguay không còn nằm trong kế hoạch của ông. Đó không khác gì một cái tát vào mặt của vị công thần đã góp công lớn làm nên thành công của Barca trong nhiều năm liền. Theo báo chí Tây Ban Nha, cuộc gọi điện thoại của huấn luyện viên Ronald Koeman và Luis Suarez chỉ kéo dài có 60 giây. Suarez đã tuyên bố trên Instagram sau khi biết số phận của mình ở Camp Nou: "Có những người sử dụng tên của tôi và nói nhiều điều về tôi. Đó là những người mà tôi không hề có cộng tác gì trong suốt nhiều năm. Khi nào đến thời điểm thích hợp, chính tôi sẽ tự lên tiếng." Không những vậy, ba lãnh đạo của Barcelona còn cho rằng anh đã quá già để có thể tiếp tục bùng nổ tại Blaugrana. "Đó là điều khiến tôi khó chịu nhất. Họ cho rằng tôi không còn khả năng thi đấu ở cấp độ cao nhất. Họ cho rằng không còn tin tưởng vào tôi. Họ ném tôi đi, trong khi tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng." Suarez đã từng bức xúc như vậy trong cuộc phỏng vấn với France Football vào tháng 2 năm nay. Và anh đã có màn đáp trả không thể ngọt ngào hơn khi nằm trong top 4 chân sút xuất sắc nhất mùa 2020-2021, đồng thời góp công lớn vào chức vô địch La Liga của Atletico Madrid. Để rồi hôm nay, Suarez làm tung nóc lưới chính Barcelona trong ánh nhìn bất lực của Koeman. Cảm giác lúc ấy ra sao hả Koeman? Liệu ông có thấy đau không? Liệu ông có hối hận vì không tin tưởng vào Suarez? Cần nhớ rằng, chính Suarez chứ không phải ai khác là đối tác ăn ý nhất của Messi trong thập niên 2010. Barcelona đã phải trả giá đắt cho việc để những cầu thủ giỏi của mình sang những đội bóng có thể cạnh tranh trực tiếp danh hiệu vô địch. Trước là David Villa, giờ đến lượt Suarez. Họ hoặc đã đánh giá quá thấp sự nguy hiểm của những cầu thủ này khi đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, hoặc là quá ngạo mạn về sức mạnh của mình. Để Suarez sang Atletico, Barcelona không khác nào trao một thanh bảo kiếm vào tay đối thủ của mình.
Trên thực tế, chiến lược gia người Hà Lan đã thừa nhận Barcelona sai lầm khi để học trò cũ gia nhập Atletico Madrid. Sẽ tốt hơn nếu Suarez ký hợp đồng với Juventus, bởi khoác áo Atletico, cậu ấy vẫn thi đấu tại La Liga. Để cậu ấy ra đi là một quyết định khó khăn, nhưng cần thực hiện. Tôi vẫn đồng ý với những gì chúng tôi đã làm vào thời điểm đó. Quay lại hiện tại, Koeman phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm vì tương lai của ông vẫn tạm thời được đảm bảo. Ngay trước khi trận đấu rạng sáng nay diễn ra, Juan Laporta đã đích thân xác nhận rằng chiến lược gia 58 tuổi vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt Blaugrana. Cụ thể, chủ tịch Barca cho biết, không có vấn đề gì về kết quả, Koeman sẽ tiếp tục là huấn luyện viên của đội bóng. Ông ấy là huyền thoại của Barcelona. Chúng tôi phải thể hiện sự tự tin. Koeman đang chấp nhận dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn đầy thách thức. Chúng tôi tự tin tình hình sẽ được cải thiện. Nhà cầm quân người Hà Lan vẫn tỏ ra lạc quan sau thất bại này. Ông khẳng định, khi các trụ cột trở lại sau chấn thương, Barca sẽ là một Barca rất khác. Khi những cầu thủ bị chấn thương của chúng tôi trở lại, đội bóng sẽ cải thiện phong độ. Chúng tôi sẽ hoàn toàn khác với những gì đang có. Thật ra, dù ban lãnh đạo Barca có muốn cũng khó lòng mà sa thải được Koeman vào lúc này. Nguồn tin từ Sport cho biết đã có một cuộc thảo luận ngầm giữa ông và chủ tịch Juan Laporta. Theo đó, huấn luyện viên Koeman được trao cơ hội đến hết mùa 2021-2022 này để chứng minh năng lực của bản thân. Điều kiện được đưa ra là Barcelona phải vô địch ít nhất một trong hai danh hiệu quan trọng nhất, đó là La Liga hoặc Champions League. Đây là một nhiệm vụ mà cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan đã thất bại ở chiến dịch trước. Trong trường hợp Koeman không đáp ứng được yêu cầu, ba lãnh đạo Barcelona được phép sa thải vị huấn luyện viên 58 tuổi mà không phải chi trả các khoản tiền đền bù hợp đồng. Ở thời điểm hiện tại, nếu sa thải Koeman, đội bóng xứ Catalan sẽ phải đền bù tới 13 triệu euro. Báo chí Tây Ban Nha khẳng định mức đền bù kể trên trong bối cảnh các nền tảng tài chính của câu lạc bộ kiệt quệ chính là lý do giúp Koeman còn giữ được chiếc ghế. Nhưng Koeman chắc chắn hiểu được án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình. Theo chính chia sẻ từ huấn luyện viên người Hà Lan, ông xác nhận rằng mình chỉ còn vài trận đấu để giữ được vị trí thuyền trưởng tại Blaugrana. Tôi đã nói chuyện với ngài chủ tịch vào hôm qua và cả trong sáng nay. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề và mọi chuyện đều rõ ràng. Ông ấy nói rằng Barca cần phải thắng 3 trận đấu sắp tới. Đó là mệnh lệnh. Đó là nhiệm vụ không hề đơn giản khi một trong ba đối thủ sắp tới của Barca là Real Madrid. À mà với gà khổng lồ xứ Catalan hiện tại thì đối thủ nào mà chẳng khó khăn. Kể cả đó có là Dinamo Kiev tại Champions League đi chăng nữa. Với lối đá nhạt nhòa, bạc nhược cùng tinh thần thi đấu không còn lửa của các cầu thủ, thật khó để các culé lạc quan về một tương lai tốt hơn. Có khi họ lại đang mong đội nhà thua thêm để Koeman nhanh chóng xách vali ra khỏi Camp Nou.